Thưa quý vị, thưa các bạn, việc ký kết và triển khai các hiệp định thương mại tự do FTA đã và đang mang tới cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu vô cùng to lớn cho Việt Nam, đồng thời đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho ngành dịch vụ logistics. Do đó, các doanh nghiệp logistics phải không ngừng nỗ lực, nâng cao sức cạnh tranh để có thể trụ vững và phát triển, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế trên toàn thế giới đang bị ảnh hưởng bởi tác động của dịch bệnh COVID-19. Theo Bộ Công Thương, với việc hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thời gian qua, Logistics Việt Nam là một trong những ngành tăng trưởng nhanh và ổn định nhất với tốc độ tăng trưởng bình quân 14-16% một năm. Đặc biệt với nhiều hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới đã có hiệu lực như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP đã thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa gia tăng là dư địa để ngành logistics tăng trưởng. Với quy mô thị trường logistics tại Việt Nam khoảng 40-42 tỷ đô la Mỹ một năm, bức tranh logistics năm 2021 vẫn còn tồn tại một số khó khăn. Nguyên nhân là do vận tải đường biển đang phải chịu ảnh hưởng của việc thiếu hụt container, rỗng phục vụ xuất khẩu, các hãng tàu nước ngoài tăng giá cước vận tải, vân vân. Tuy vậy, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, đồng thời tranh thủ cơ hội của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, hoạt động logistics tại Việt Nam vẫn tiếp tục ổn định, đóng góp chung vào tăng trưởng xuất nhập khẩu trong thời gian qua. Đại dịch COVID-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đã tác động đến hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy vậy thì nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân và đặc biệt là các doanh nghiệp tranh thủ các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, ngành logistics Việt Nam đã có những bước tiến rất đáng kể. Điều này đã phần nào phản ánh qua tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2020 đạt 545 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,1% so với năm 2019. Qua 7 tháng đầu năm 2021 thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam ước đạt 371 tỷ đô la Mỹ, vẫn tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020. Hiện Việt Nam có khoảng 3.000 công ty tham gia cung cấp các loại hình dịch vụ logistics, trong đó sự tham gia của khoảng 30 công ty logistics đa quốc gia. Các công ty đa quốc gia có thế mạnh về hợp đồng chuyên chở với các hãng tàu lớn, mức độ đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động logistics cao, trình độ quản lý tiên tiến và đặc biệt có quan hệ tốt với các chủ hàng toàn cầu, nên có nhiều lợi thế so với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics Việt Nam. Trong khi đó, thế mạnh của doanh nghiệp logistics Việt Nam là đầu tư, khai thác cảng, vận tải bộ, đại lý thủ tục hải quan, khai thác kho bãi và có đội ngũ nhân sự lành nghề. Hiện nay đến 90% cảng biển Việt Nam là do doanh nghiệp trong nước khai thác. Đây chính là lợi thế giúp doanh nghiệp logistics Việt Nam đủ khả năng cung cấp bất cứ dịch vụ nào thuộc chuỗi dịch vụ logistics cho tất cả doanh nghiệp, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài, tăng năng lực cạnh tranh với các nước trong khu vực. Ngoài ra, khi thực thi FTA với những cam kết liên quan đến lĩnh vực này, doanh nghiệp logistics Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do và sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử. Tham gia ký kết các hiệp định FTA, đấy là cơ hội dành cho các công ty xuất nhập khẩu. Và đồng thời, các công ty logistics cũng phải tận dụng các cơ hội như vậy để có thể tìm kiếm đa dạng hóa khách hàng của mình. Khách hàng của khách hàng của công ty logistics bây giờ không chỉ là những công ty ở Việt Nam mà có thể những đối tác các công ty nước ngoài. Các công ty logistics hoàn toàn có thể vươn mình để tìm kiếm những khách hàng ở nước ngoài để họ có thể tiếp cận với cái người mà cung cấp dịch vụ ngay từ dịch vụ đầu tiên. Chúng tôi trong quá trình làm việc cũng gặp rất nhiều khách hàng họ chưa hiểu về các FTA và họ cần sự tư vấn của các công ty về logistics, và chúng tôi là những kiến trúc sư vận tải, là những người đưa ra những giải pháp tốt nhất cho khách hàng, và chúng tôi cần phải nắm chắc những cái kiến thức như vậy thì mới có thể cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Xu hướng hiện nay là xu hướng nó đang thay đổi rất lớn về chuyển đổi số, và chuyển đổi số nó xuất phát từ không phải từ doanh nghiệp logistics mà xuất phát từ khách hàng của mình, và nó đòi hỏi các doanh nghiệp logistics muốn cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của mình, họ cũng cần phải chuyển đổi, và họ chuyển đổi thì cái bài toán đầu tư, bài toán chi phí là một thách thức rất là lớn mà họ cần phải vượt qua trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt là như mọi người biết là cái hiệu ứng Covid nó làm cho các doanh nghiệp càng quan tâm nhiều hơn đến cái việc chuyển đổi số. Và đấy chính là cái áp lực mà các doanh nghiệp dịch vụ logistics cần phải suy nghĩ đến khi nâng cao cái năng lực cạnh tranh của mình. Theo các chuyên gia trong ngành, quy mô thị trường logistics toàn cầu năm 2021 ước đạt khoảng trên 3.200 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,6% so với năm 2020. Điều này cho thấy ngành logistics có tiềm năng phát triển rất lớn. Việt Nam cũng đã đặt mục tiêu đến năm 2025
tỷ trọng đóng góp của dịch vụ logistics vào GDP đạt 5-6%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt 15-20%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ đạt 50-60%, chi phí logistics giảm xuống tương đương 16-20% GDP. Xếp hạng theo chỉ số năng lực hoạt động logistics LPI trên thế giới đạt thứ 50 trở lên. Để đạt được mục tiêu đề ra cùng với chính sách của chính phủ, doanh nghiệp logistics Việt Nam cũng cần phải liên kết, tạo nên sức mạnh cộng hưởng vượt qua thách thức, cạnh tranh với các tập đoàn logistics quốc tế, nắm bắt tốt cơ hội của quá trình hội nhập quốc tế. Việc đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp logistics, giữa doanh nghiệp logistics và doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sẽ thúc đẩy sự chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, tạo dựng niềm tin giữa các doanh nghiệp. Qua đó, hình thành mạng lưới logistics Việt Nam có năng lực dẫn dắt thị trường, tìm kiếm chia sẻ đơn hàng, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm, hàng hóa Việt Nam. Trong thời gian tới thì chúng ta cũng thấy rằng có những cái khó khăn nó có thể xuất hiện tại một cái thời điểm, nó gắn với yếu tố về mặt dịch bệnh. Nhưng những các cái khó khăn này nó cũng làm cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng như doanh nghiệp về logistics, về cái khâu kết nối giữa cung và cầu cũng sẽ phải có những các cái suy nghĩ về vấn đề định hướng dài hạn. Thứ hai là chúng ta đã có trong tay những các hiệp định thương mại tự do và với hầu hết những cái thị trường cơ bản, những cái thị trường lớn ở trên thế giới, thì vấn đề là bây giờ các doanh nghiệp của chúng ta sẽ phải có cái tổ chức sắp xếp lại để tìm hiểu cho kỹ và vận dụng được tốt hơn những các cái lợi thế từ các cái hiệp định này. Trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 tới doanh nghiệp và dịch vụ logistics, Bộ Công Thương và các bộ ngành cũng đã nhanh chóng triển khai những giải pháp cụ thể về môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số hiệu quả logistics của Việt Nam thông qua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm và đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng cơ chế một cửa quốc gia, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, minh bạch hóa tiêu chuẩn, quy chuẩn để kiểm tra, nhằm tạo thuận lợi để phát triển ngành dịch vụ logistics.